Thì xem mini kìa. Hey, làm gì đó? Trong tủ quần áo ấy. Chưa còn ngáp, còn ngáp kìa, cái mặt còn ngáp kìa, ngáy ngủ à? Đi đây mẹ nào. Ôi làm sao đi ra đây không á? Không có gì, đi ra cho mẹ nào. Làm sao tỉnh ngủ chưa hả? Đứa mẹ làm cái gì thì con coi này, con mặc bộ nào con lấy một bộ, con lấy bộ hết thế này không bỏ con tủ làm sao được, mày xếp rồi mà. Ừ, dọn lại cho mẹ đi đấy, con dọn lại cho mẹ đi. Sao cô mặc bộ này á? À? À bộ đó hả? Ôi trời ơi, đây này, lấy cho. Đây. Ôi trời ơi, mặc bộ này đúng không? Mặc này lấy bộ này chứ, tại sao con lục tung hết cái tủ ra thế này? Ừ? Nào, nghịch ngợm không? Tay đâu? Đưa lên nào. Mặc bộ này lấy bộ này, tại sao con lục hết tủ thế này? Ừ? Con dọn hết cho mẹ nào, con dọn hết cho mẹ, dọn vào trong vào tủ cho mẹ đi. Con nhìn này, bây giờ con dọn cho mẹ coi, con dọn cho mẹ, dọn hết vào tủ cho mẹ. Ờ, dọn hết cho mẹ, dọn nhanh ra ăn nữa, nhanh lên còn không, dọn hết cho mẹ nào, bỏ vào tủ đi, còn nữa không con? Này con này con bỏ vào, bỏ vào tủ với mẹ. Trời ơi con này tụt hết xuống này, bỏ vào tủ đi con. Này con này, này con dọn hết cho mẹ, dọn hết cho mẹ cho nhớ. Suốt ngày nghịch ngợm của mẹ thôi, mẹ nó hay bận rộn, con hay dọn hay phá. Dọn hết cho mẹ nào, dọn hết cho mẹ nào, dọn hết lúc này cho mẹ nào, bỏ hết trong tủ với mẹ, hết vô trong tủ tí mình chiều mẹ mát rồi mẹ đi dọn sao. Lấy hết đi con, lấy hết đi con. Này con này, bỏ vào trong tủ ấy, đúng rồi. Còn nữa không, còn nữa không con? Mẹ dọn á, mẹ là đúng không? Ai biểu nghịch, xả hết tủ làm gì, lấy một cái thôi chứ. Rồi quần áo bẩn đâu hết rồi hả Ly? Quần áo bẩn đâu hết rồi? Để tạm đây nha, không chứ bị tạm đây không là tí này nó bị xếp sao. Mày hết đồ thế này. Ừ, rồi cái quần áo bẩn đi đâu rồi? Ừ, để đâu đi á? À, mày xem nào. Trời ơi, ok ok. À rồi. À, con đi đâu về mà bận hết đồ thế này? Con đi đâu bận hết đồ thì Ly? Hả? Con đi đâu vậy? Làm sao? Đã đây bắt đầu trốn trốn. Đi đâu vậy hai hai người đi đâu đây? Coi giày này, giày bẩn thì không sao nhưng mà quần áo bẩn này, úi dồi ôi, coi này bẩn thấy không? Ai mà dọn? Đi giặt nha, đi giặt nha. Ngày mấy bộ đồ? Ừ, ngày mấy bộ đồ? Đi xuống là rửa tay hết đi, đi vô ăn. Đi đây. Quá mệt luôn. Thank you.
cái thau này vô này, cứ đây đẩy thau vô. Sao mà bế hả? Sao mà bế? Không bế nữa, không thương nữa. Hả? Đói bụng hả? Nào từ từ uống nước đã con, uống nước chưa? Khát nước đấy. Đi về con uống nước đi. Về con uống nước chưa? Từ 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 từ, mày rồi phải chưa? Đói bụng rồi đúng không? Ăn nữa ăn thử tí, mày trộn sữa chua vô không? Mày trộn xong nó không tiếc nha. Rồi con ngồi xuống ghế, mẹ ngồi xuống ghế cho mẹ. Ngồi xuống ghế mà lấy sữa chua cho nè. Ngồi xuống đây. Sữa chua, dâu chuối nha. À không muốn sốt hả? Rồi, được rồi, được rồi. Ngon ta, trời ơi tập trung ăn dữ. Thôi hôm nay thời tiết nóng rồi nhỉ, trời nắng quá thì đừng ra ngoài chơi con nha, vậy là say nắng ấy. Lần sau nha, mặc bộ nào thì vô lấy bộ đó nghe chưa. Mấy lần nghịch tủ rồi, từ hôm bữa bà ngoại gửi cho Lily cái tủ mới là Lily cứ thích mở tủ ra lựa quần áo. Ôi ôi nghịch ngợm quá nha. Xúc được nữa không mày, xúc đi nha. Đây mày xúc lại chưa, xúc đi nè. Hết rồi nè, ăn bèo cái hết luôn nè. Rồi hết rồi nha. Chút nữa mày đóng tay cho nè. Đóng tay xong không chơi đi, mẹ đi vô mẹ con làm lại cái tủ cho con nha. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy?